Bảy nghề tốt bốc lại bắt hương cuối năm 2023 Được lộc bề trên giàu sang phú quý Suốt đời giàu có bình an Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Lời đầu tiên thay mặt bắt biên tập chương trình Xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành Tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông Quý vị thân mến Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt ấy, Thì bàn thờ là nơi linh thiêng Là nơi thể hiện cái sự tôn kính của con cháu Đối với thần linh với gia tiên Và sự tưởng nhớ của con cháu đối với ông bà tổ tiên nên là nó có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, bàn thờ luôn phải được, được giữ sạch sẽ, gọn gàng và nhất là trong cái dịp đặc biệt như là lễ Tết Dỗ Chạp thì nơi thờ cũng phải sạch, đẹp, không chỉ thể hiện cái tấm lòng của gia chủ, của con cháu mà còn thể hiện cái điều may mắn, cầu may mắn, tài lộc đến với gia chủ. Và trong cái dịp cuối năm này thì có một cái việc hết sức quan trọng đó là việc lau dọn bàn thờ tỉa chân nhang và bốc lại bát hương cuối năm. Đó. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để quý vị tiến hành công việc bốc bát hương và lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ hanh thông đón một cái Tết 2024 bình an may mắn tài lộc dồi dào xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi à, kính thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái việc là gì chọn ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ tỉa chân nhang và bốc bát hương trong cái dịp cuối năm cái tháng 12 âm lịch à, thì như mọi người vẫn thường là làm cái việc này vào trong cái ngày 23 tháng chạp đó và cái ngày này thì được mọi người gọi là quy định đó là cái ngày tốt đúng không? ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bắt hương hay là lau dọn bàn thờ tỉa chân nhang để tiễn các ông công táo cũng như là đón các cụ các vị thái tuế cũng như là các tổ t... mọi người trong gia tiên gia đình nhà mình về ăn tết để được gì một năm may mắn và bình an à, thế nhưng ấy trong cái tháng 12 âm lịch thì cũng còn rất nhiều cái ngày tốt để chúng ta tiến hành cái công việc gọi là gì bốc bát hương hay là lau dọn bàn thờ hay là tiệc trên nhang ấy thì chúng ta biết cái tháng 12 âm lịch nó là tháng ất sửu nhá tháng ất sửu là tháng đủ tháng đủ có 30 ngày và cái tháng 12 âm lịch nó khởi từ ngày 11 tháng 1 là đến ngày mùng 9 mùng 9 tháng 2 nhé năm 2024 đó tháng này nó là tháng đủ thì để lựa chọn ra cái việc ngày tốt để bốc bắt hương ấy thì từ trước cái này đó, mọi người thường làm vào ngày 23 tháng chạp nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng những ngày khác đúng không? thì cái trong cái quyển ngày tốt tuần thư ấy, trong cái quyển ngày tốt tuần thư thì cũng có những cái ngày chọn ra để những ngày bốc bắt hương đó thì quý vị có thể là tham khảo thêm một quyển sách ngày tốt tuần thư đấy ở trang 164 và trang 165 đấy thì nó có cái ngày gọi ngày tốt bốc bắt hương theo hứa chân quân ngọc học ký đây là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành các công việc các nghi lễ cái việc thờ cúng thì chủ yếu nếu mà cái việc thờ cúng ấy, nghi lễ thì chúng ta nên chọn theo những ngày này đó à, thưa quý vị thì để chọn ra ngày tốt bốc bát hương trong tháng 12 lịch thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt tuần thư và sử dụng hứa chân quân ngọc hợp ký để chúng ta chọn ra ngày tốt bốc bát hương đó thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ với số zalo số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh những quyển sách ngày tốt tuần thư mang lại cái may mắn tài lộc cho mình để cho chúng ta chủ động hơn trong việc chọn ra ngày tốt thì ở trong cái ngày tốt tuần thư ấy có phần là hứa chân quân ngọc hợp ký thì ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc thi nguyện bái biểu thượng trương làm chay có người được phúc có kẻ thì bị tội họa có nhà cầu đảo mà sinh ra họa phá tận con cháu như vậy là tại sao vì thế ông hứa chân quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung cúng tổ tiên không biết những ngày nào trong vòng 60 của lục tập hoa giáp trong tuần của gác vì sao hoặc ở nhân gian hoặc ở địa phủ dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa. Vì thế Ngài Hứa Trân Quân mới dành rẽ chép ra quyển Ngọc Hạp để cho các vị quốc sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật tránh được những ngày thiên cách, địa cách, thần cách và quỷ cách trong vòng 60 lục thập hoa giáp trung tuần ấy thì tự nhiên sẽ biết được cát hung. Đó. Vậy nên là gì? Cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ bố quốc hương thì chúng ta cũng nên chọn theo những ngày này để gì biết được các thần đang ở đâu à, có cho phép chúng ta làm hay không đó à, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào ra tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương nhé bốc bát hương hay là dọn bàn thờ tiền chân nha đó thì đầu tiên để chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ ra những ngày xấu tất nhiên là những cái ngày xấu ấy mà theo hứa trên quân ngọc ký đã ghi trong này ấy, thì nói nói chung ấy nếu mà chọn được thì quý vị vẫn cứ vẫn cứ lựa chọn bình thường tại vì hứa chân quân ông hứa chân quân ông đã gì chép rành rõ ra rồi À, và chúng ta chỉ loại bỏ một số ngày cơ bản thôi thì đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó ngày gì ngày sát chủ ngày sát chủ trong tháng 12 nó là những ngày thìn thì chúng ta không không làm những ngày thìn nhé chúng ta có ngày mùng bảy canh thìn này và ngày 19 là ngày nhâm thìn đó tiếp theo ngày thứ hai là ngày thụ tử là ngày dậu ngày dậu chúng ta có ngày mùng 10 là ngày ất dậu này và ngày 20 mùng 10 và ngày 22 mùng 10 và ngày 24 là ngày đinh dậu nhé Tiếp đến là ngày nguyệt phá, nguyệt phá là những ngày mùi, đó, nguyệt phá là những ngày mùi. Thì có ngày mùng 10 là quý mùi và ngày mùng 10 này và ngày 22 là ngày ất mùi. Đó. Còn ngày tam nương thì chúng ta cũng có thể loại bỏ nhé bao gồm ngày mùng 3 là ngày bính tý này, mùng 7 là ngày canh thìn này, ngày 13 là ngày bính tuất này, ngày 18 là ngày tân mão này, ngày 22 là ngày ất mùi này và ngày 27 là ngày canh tý. Đó. Tiếp đến là ngày nguyệt kỵ, nguyệt kỵ mùng 5 14 23 thì chúng ta cũng không chọn nhé mùng 5 này, 14 này, 23 này, à, tuy nhiên cái ngày 23 nó là ngày nguyệt kỵ ấy, nhưng mà nó là ngày ông công táo đó. vậy nên là gì quý vị cũng có thể tiến hành được ngày 23 nhá ngày 23 là ngày bình thân nó là ngày tốt nhá để quý vị làm trong ngày này vẫn được cắt lợi và may mắn đấy, năm nào vào ngày 23 tháng chạp thì chúng ta cũng có thể tiến hành làm được đấy sau khi mà loại bỏ xong những ngày xấu ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hứa trên quân ngầu ký để chúng ta tìm ra ngày tốt thì ngày đầu tiên đó là ngày gì ngày giáp tuất chúng ta cùng xét từng ngày nhé đây ngày giáp tuất ngày giáp tuất ất hợi thì trong hứa trên quân có biết là gì các thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ làm lễ bái nhỏ thì được còn ngoài ra thì không nên như vậy cái việc lau dọn bàn thờ nó cũng là cái việc nhỏ thôi nó không phải là việc đại sự vậy nên là cái trong hai ngày giáp tuất đất hợi này quý vị có thể làm được nhé đó là ngày bình thường này bình thường đó, bình thường đó. không được đánh giá là ngày tốt nó là ngày trung bình thôi à, tiếp đến chúng ta xét ngày tiếp theo này ngày giáp tuất đất hợi đúng không ạ giáp tuất đất hợi sau đến 3 ngày tiếp theo là ngày bính tý ngày đinh sửu ngày mậu dần thì ba ngày này đấy, rất xấu không nên tế tự vì chư thần phá thiên tào nếu ai tế lễ cầu phúc thì chiêu tai họa hao tổn về tiền của đó vậy nên là gì trong ba ngày bính tý này đinh sửu và ngày mậu dần thì ba ngày này là xấu nhá chúng ta không dùng nhá đánh dấu xấu ở đây à, tiếp đến chúng ta chọn đến ngày gì ngày kỷ mão ngày canh thìn thì ngày kỷ mão ngày canh thìn là ngày mì đúng không ạ thì các thần ở địa phủ nếu mà tế tế lễ này cầu phúc thì con cháu được vinh hoa phú quý vì ngày này là cái ngày sinh nhật của tiên thánh nên là quý vị có thể làm được đó ngày kỳ mão ngày canh thìn và ngày tân à, ngày Kỷ mão và ngày canh thìn nhá thì ngày kỳ mão đó là ngày tốt này ngày tốt là ngày tốt thứ hai nhá ngày 23 là ngày tốt đầu tiên chúng ta ưu tiên đó còn nếu mà quý vị muốn làm sớm hơn thì có chọn ngày kỳ mão là làm được còn cái canh thìn nó là ngày sát chủ nhá nó là ngày tốt nhưng mà cũng hại chủ đấy chúng ta cũng không làm nhé còn tiếp theo chúng ta sẽ là ngày tân tỵ ngày tân tỵ thì là các chư thần ở cửa trời chuyển đất đá rất là khổ nếu mà ai tế tự cầu bái thì ba đời nghèo khổ như vậy là gì xấu chúng ta không dùng tiếp đến là ngày nhâm ngọ ngày nhâm ngọ ngày quý mùi thì chư thần tại thiên nếu mà lễ bái cầu phúc thì được lộc 3 năm 3 năm trước tốt 3 năm sau xấu Đấy. nói chung là gì nói chung là trước tốt sau xấu thì chúng ta cũng không dùng nhé đó là ngày gì nhâm ngọ và ngày quý mùi hai ngày này chúng ta cũng không dùng tiếp đến là ngày giáp thân ngày giáp thân ngày ất dậu ấy thì chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ nếu mà làm lễ thì rất là tốt Đó. như vậy là chúng ta có ngày giáp thân là ngày tốt thứ ngày tốt thứ tư thứ ba nhé và ngày ất dậu là ngày tốt thứ tư nhưng nó lại là ngày tụ tử thì chúng ta không dùng Đó. tiếp theo chúng ta xét ngày bính tuất ngày đinh hợi bính tuất đinh hợi thì chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ nếu mà nhà nào cầu phúc tế tự hoàn nguyên thượng biểu chiêu tài thì được công đức vô lượng Đó. như vậy là rằng trong ngày bính tuất và ngày đinh hợi nhé bính tuất và ngày đinh hợi thì nó là rất là tốt Thế thì ngày bính tuất nó là ngày tam nương đúng không ạ và ngày đinh hợi thì nó là ngày nguyệt kỵ nhưng mà hai ngày này quý vị cũng có thể xem xét nha đó tiếp theo chúng ta xét đến ngày bình tuất đinh hợi đến ngày mậu tý ngày kỳ xíu ngày mậu tý ngày kỳ xíu thì chư thần tại nhân gian địa phủ nếu ai cầu phúc tế lễ hoặc là gì ăn liễu nguyệt bốc bát hương là ngày rất tốt đó nói chung ấy cái ngày này thì quý vị có thể làm được này ngày gì mậu tý và ngày kỳ xíu nhé là ngày tốt mậu tý kỳ xíu này tốt đó là ngày gì? Ngày 15 16 nhé. Thì đây là ngày tốt thứ thứ tư này. Thứ ba này, thứ tư này, thứ năm này. À, tiếp đến ngày canh dần. Ngày canh dần thì là chư thần tại trời để lên hợp tính xem các bản án. Nếu mà tế tự cầu phúc nói chung là lễ nguyện thì nó sẽ rất là xấu ngày canh dần. À, tương tự ngày Tân Mão thì ngày canh dần là xấu này, ngày Tân Mão cũng xấu chúng ta không dùng này. Tiếp đến ngày 19 thì là ngày Nhâm Thìn. Ngày Nhâm Thìn ngày quý tỵ nhâm thìn quý tự thì ngày nhâm thìn quý tị thì nó cũng là ngày ngày xấu nhá chúng ta không dùng nhá. À, tiếp theo chúng ta xét ngày 21 là ngày giáp ngọ. Ngày giáp ngọ thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian. Nếu có người thượng biểu tiến lễ để nói chung là lễ tạ thổ công ấy, thổ địa ấy thì sẽ được rầm cấp năm có 10 lần. Đó. Vậy nên ngày giáp ngọ cũng là ngày tốt này. Đó. Thì cái ngày giáp ngọ này này chư thần xuống đó. nếu mà ai làm bàn thờ thần tài thì trong ngày này quý vị có thể là bốc bát hương hoặc là gì, làm cái công việc tự thì nó cũng sẽ rất là tốt nhá đó tiếp theo ngày ất mùi nó là ngày nguyệt phá chúng ta không dùng này à, ngày 23 là ngày bính thân thì là ngày ngày ông công táng nó là tốt rồi đấy. tiếp đến đấy là chúng ta xét là ngày đinh dậu ngày bính thân là ngày đinh dậu thì ngày đinh dậu nó cũng là ngày tốt nhá nhưng mà nó là ngày tự tử, tử chúng ta bỏ qua ngày mậu tuất thì cũng là ngày tốt đoạn ngày mậu tuất trong ngày mậu tuất thì chư thần tại thiên hồng ngọc hoàng đấy. nói chung là làm sổ sách sinh tử ghi thiện ác của nhân gian nếu ai làm lễ cầu thọ tế tạ thượng biểu trương chiêu hồn thì rất là tốt đó như vậy là ngày mộ tốt này cũng là ngày tốt này thì quý vị có thể dùng được này Nó là ngày tốt thứ thứ sáu à, tiếp đến là ngày kỷ hợi đúng không ạ ngày kỷ hợi ngày mộ tốt ngày kỷ hợi thì nó cũng là một ngày bình thường nhé quý vị có thể chọn được đó tiếp theo là ngày canh tí ngày canh tí ngày tân sửu ngày canh tí ngày tân sửu thì chư thần tại thiên nếu cầu phúc thì bị bệnh tật và tai vạ nó là xấu tức là hai ngày này thì là hai ngày xấu chúng ta không dùng được canh tí và tân sửu đúng không ạ tiếp theo đến ngày nhâm dần và quý mão nhâm dần quý mão thì nó sẽ là gì nhâm dần quý mão thì chưa thần hợp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc thì rất là tốt đúng không? nhâm dần quý mão thì rất là tốt nhé tốt đúng không? nó là ngày tốt thứ 7 và thứ 8 đó còn hai ngày này thì nó là 9 và 10 đi đó. như vậy là gì ở trong cái tháng 12 lịch thì chúng ta có rất nhiều ngày để chúng ta tiến hành công việc là lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang hay là cái việc bốc lại bát hương. Bốc bát hương hay là bốc lại bát hương nó rất là tốt. Đấy. thì dân gian họ thường là chọn theo từ cái ngày 23 đổ lại còn sau 23 là thường người ta không làm nữa. Nhưng mà sau 23 ấy, thì có rất nhiều người vẫn là gì? Vẫn chưa về nhà, vẫn chưa có cơ hội làm cái việc này do là bận công việc đấy. Thì quý vị có thể làm vào ngày 25 này, đúng không? ngày 29 hoặc là ngày 30 thì đều được nhé Đây cũng là những ngày tốt để chúng ta làm cái việc đó. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Tứ Thông đã vừa sử dụng các quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Ở trong cái phần trang 164, 165, uh, cái phần hứa chương Nguyên ngọc hồ ký ấy, để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc là dọn ban thờ, tỉa chân nhang hay là bốc lại bát hương cuối năm để cho mọi việc cứ được thuận buồm xuôi gió, may mắn và bình an. Đó. Thì trong cái ngày tốt bốc bát hương ấy à, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 349119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về cái ngày tốt bát hương nhé cũng như là để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư để mang lại may mắn bình an cho mình đó thì trong cái ngày bốc bát hương ấy, thì quý vị cần phải lưu ý này cái bát hương có linh hay không ấy, thì trong bát hương ấy, nó phải được bốc đầy đủ đúng không ạ bao gồm có cho ngũ vị hương uh, thất bảo đúng không ạ và cái thất bảo là một cái vật phẩm phong thủy cực kỳ là quan trọng trong việc bốc bát hương đó nó bao gồm 7 bảo vật của tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ đó nó là cái vật phẩm cúng dường cho đức phật thích ca khi nhà ngày giáng thế đúng không ạ nó bao gồm có này vàng bạc mã não Săn, à, à, đây là cái hổ phách đúng không ạ phỉ thúy san hô đỏ và cái gì cái đá mã não đó đó là những cái vật phẩm để chúng ta gì tiến hành công việc là bốc bắt hương cho được thuận lợi và may mắn thì quý vị cũng thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái bộ cốt bốc bắt hương nhé thì trong cái phần cốt bốc bắt hương này, này nó có những cái thứ nhất là gì có các vật phẩm như là thất bảo này thất bảo là một đúng không ạ và có các đầy đủ các thứ để bốc bắt hương bên cạnh đó nó có sẽ có một cái tờ di hiệu tờ di hiệu để chúng ta ghi, đó, chúng ta ghi xem là bát hương đó thờ ai, ví dụ bắt hương thờ thủ công thì quý vị có thể ghi là gì phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, Đấy. À, tôi thấy là một số thầy còn ghi là chư vị chân linh, ấy. thực ra ấy, chân linh là để ám chỉ những người chết, còn à, thần linh thổ địa họ là thần nhé, họ là thần nên là phải ghi là chư vị tôn thần nhé, đó, đây là hoặc là gì à, về cái ghi cho gia tiên, ấy. gia tiên nhà mình thì quý vị có thể ghi là gì phụng thờ thì hội đồng gia tiên hội đồng gia tiên họ họ nhà chúng ta là họ gì đúng không? sau đó có ghi là chư vị chân linh hoặc là với các bát hương bà cô ông mãnh thì có thể được ghi gì phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh hoặc là bà hội đồng bà cô tổ đấy à, dòng họ đó, chư vị chân linh đó. hoặc là nếu mà thờ vong ấy, thì thờ ai quý vị có thể ghi là gì phụng thờ chân linh khi à, họ tên của người đó ra đó sau gì ghi là chư vị chân linh đó à, bên cạnh đó thì tùy theo thần tài thổ địa thì quý vị cũng thể ghi là gì Ví dụ với thần tài ấy, thì quý vị có thể ghi là phụng thờ thần tài thổ địa, chư vị tôn thần, chư vị tôn thần. Cứ là thần nhé, là thần thì quý vị sẽ ghi là chư vị tôn thần. Còn là những người mà chúng ta thờ cúng ấy, thì là ghi là chư vị chân linh nhé. Đó. Bên cạnh cái đó, bên cạnh cái cái thất bảo ấy, thì chúng ta còn có một cái tờ giấy di hiệu là tờ giấy trang kim nữa. Cái giấy trang kim này là một cái loại giấy để chúng ta gói cái thất bảo để tránh cho thất bảo bị cháy bị hóa để bảo vệ thất bảo đấy. Đó, đây là cái giấy trang kim. Đó. Thì tất cả cái gói thất bảo này. Ấy, đó nó được để trong một cái gói thất bảo đó đây là cái bộ đồ để chúng ta bốc bắt hương quan trọng nhất cái bát hương có lưu được giữ được cái chân chân linh không ấy? có lưu giữ được cái linh khí không ấy thì nó hoàn toàn là gì hoàn toàn là phụ thuộc vào cái 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 này đúng không ạ và ở trong sau khi bốc lại bắt hương nhé sau khi bốc lại bắt hương thì người ta sẽ thường tiến hành một công việc là gì là sông trầm sông trầm để tẩy uế cho bát hương ấy tại vì trong khi bốc bát hương thì đôi khi các thầy vẫn còn cái tạp niệm hoặc là gia chủ vẫn còn một có một vài cái vài cái tạp niệm gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng trầm để chúng ta sông cái bát hương cho nó được gì tĩnh tợ được tinh khiết và được tĩnh hơn, để được linh 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 thiêng hơn. đó. thì bên trong đó thì bên này thì cũng có một cái quy trình để bốc lại bát hương. đây hướng dẫn bốc lại bát hương cho quý vị đó. hướng dẫn bốc lại bát hương đọc chú như thế nào, ăn vị như thế nào thì cũng đều có cả. thì quý vị có thể là gì thỉnh cái gói thất bảo này để chúng ta tiến hành công việc là gì bốc lại bát hương cho một, uh, cuối năm để cho sang năm mới nó được gì may mắn bình an, tài lộc dồi dào. đó. thì bên cạnh cái gói cốt thất bảo thì trong bát hương ấy thì quý vị cũng sẽ sử sẽ sử dụng một cái gói gạo bằng thần tài gạo bằng thần tài để gì để nạp tài cho bát hương đó thì cái gói gạo bằng thần tài này này thì trong cái dịp tết nó đặc biệt quan trọng đặc biệt là cái ngày gì cái ngày mùng 10 tháng riêng ngày vía thần tài cái ngày vía thần tài ấy, thì quý vị hãy gì sử dụng cái gạo bằng thần tài này để rắc một ít vào cái bát hương vào ngày mùng 1 này ngày rằm này hoặc là những ngày mà ngày mùng 1 ngày rằm và cái ngày vía thần tài ấy, ngày vía thần tài ngày mùng 10 hàng tháng ấy, đó đặc biệt những ngày những ai mà làm công việc kinh doanh buôn bán thì chúng ta nên sử dụng cái gặp bàn thần tài à, rắc vào bát hương ngày mùng 10 hàng tháng để chúng ta nạp tài cho bát hương để cho gì tăng cường thêm cái cát khí tăng cường thêm cái tài vận cho cho cái bát hương đó đó à, tất cả các vật phẩm này cũng đã đều được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo cũng như là cái gặp bằng thần tài để chúng ta tiến hành công bốc bát hương bốc lại bát hương lo dọn ban thờ cho được gì cắt lành và may mắn thì trong quá trình bốc bát hương ấy, hoặc là lo dọn ban thờ ý, thì quý vị cũng có thể dùng nước ngũ vị hương hoặc là nước rượu gừng à, tốt nhất là nên dùng cái nước ngũ vị hương ấy, thì quý vị có thể tham khảo trực tiếp để gì để biết thêm chi tiết nhé à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là lau dọn ban thờ tiền thiên nhang hay là bốc bát hương trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.